Nguyên nhân chính là hai vợ chồng thì không sống không hợp là thứ nhất. Thứ này nhiều nữa là em của em nó phát hiện ra nó là LGBT. Ôi trời đất ơi. Vậy là tới giờ phút này là bản thân em gái của em cũng thừa nhận Dạ, nó và thừa nhận nói với gia đình rồi. là rồi con xin phép chào cô, Dạ. anh chào em trai. Chào em, chào bạn. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì? Kiều Thị Thầm. Cô Thầm ha. Cô Thầm là quê quán ở đâu cô? Ở Ninh Phước. Ninh Thuận, Ninh Ninh Phước. Thuận, Ninh Phước. Ninh Thuận. Hôm nay cô về đây cùng với ai đây? Đi với con với lại em. Đây là con trai Đây là cô. con trai. Còn hai cháu này Ừ, đây là là hai cháu là con của em đi á. hai cháu ngoại. Hai cháu ngoại. Dạ. Hôm nay cô cùng với con trai và đặc biệt rằng là dẫn hai cháu ngoại tuổi đời còn rất nhỏ về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ gì đây cô? Giúp đỡ tìm kiếm con về Tìm con. tìm con Con của cô họ tên là gì? Quảng Thị Thu Hương, Quảng Thị Thu Hương. Cô là nhà mình là mình là người dân tộc đúng không cô? người Chăm. Dạ. Con của cô là bỏ nhà đi lâu chưa cô? Đây đây là gần 3 tháng rồi, Trời đất hai ơi. tháng 20 ngày rồi. 2 tháng 20 ngày. Cô có biết lý do vì sao mà con gái nhà mình đi không? Không biết lý do gì hết, nó đi làm thôi. Nó đi làm công ty rồi nó ra công ty nó đi luôn, có người rủ đi luôn. Đi là đi tại đâu cô? Nó ở làm công ty ở trong trong làng thôi, trong quê thôi. À, vẫn ở Ninh Thuận. Vâng. Ninh Thuận thôi. Dạ. Vậy là ngày đi là con gái cô đem theo những thứ gì đi? Không có đem gì hết, chỉ là đem chứng minh với lại một cái điện thoại thôi. Đi không có áo, có quần gì hết. Có tiền bạc gì không ạ? Không có tiền bạc gì luôn. Con trai con gái ơi ngồi Còn ngoan để chú xin kiếm mẹ về nhá. Còn Ngoan xin nhá. Sao anh? Vậy là gia đình nhà mình có sống chung với nhau không? Dạ Có sống có. chung với nhau. Dạ có sống chung với nhau Tất hả? cả mọi thành viên đều Dạ đúng sống rồi. chung. Sống chung hết luôn. À, em trai. Dạ. Em trai cho anh hỏi này. Vậy là em là anh hay là em của em Dạ gái này? em là anh của người mất Anh tích, của của người bỏ em. đi. Là anh ha. Dạ đúng rồi. Là gia đình nhà mình nhiều thành viên không? Dạ gia đình em là có ba người con với ở với mẹ này là bố. Còn chồng của bé này đâu? Chồng của bé này giờ cũng Đi đi làm xa rồi anh. Trước Vợ kia nó là đi, vợ nó đi rồi nó đi làm luôn. trước kia là có ở chung không? Trước trước kia là vẫn ở chung. Ở là ở nhà mình ha, Dạ ở đúng nhà rồi. vợ Dạ. Nhà vợ và là ở rể đấy. Dạ đúng rồi. Theo như em á thì em có nhìn nhận thấy vấn đề là em gái của em và chồng của em gái của em có xảy ra vợ chồng có xảy ra chuyện gì không? Dạ lúc ở lúc trước có làm bên Đồng Nai á là hai vợ chồng có xích mích vậy đó, không ở chung với nhau nữa, ở chung với nhau nhưng kiểu như không có tình cảm. Dạ. Lâu chưa em? Dạ cũng được 3 tháng này rồi. 3 tháng. Nguyên nhân chính là gì em biết không? Nguyên nhân chính là hai vợ chồng thì không sống không hợp là thứ nhất. Thứ này nhiều nữa là em của em nó phát hiện ra nó là LGBT. Ôi trời đất ơi. Vậy là tới giờ phút này là bản thân em gái của em cũng thừa nhận Dạ, nó và thừa nhận với gia đình rồi. nói với gia đình là LGBT. Dạ. Mới đây hả? Dạ, mới đây. Ôi trời đất Trước ơi. khi nó đi. Vậy là ngày xưa em gái của mình á là lấy chồng đó là hai người tự quen hay là làm mai làm mối Tự đây? quen, tự quen. Tự quen nhau. Vâng. Mình có làm đám cưới không? Có đám cưới làm Làm rồi. lớn không em? Cũng có lớn, cũng giống như ba như mọi người thôi. Em gái của em và em rể của em đã đăng ký kết hôn chưa? Dạ có rồi ạ. Bây giờ là sinh được hai cháu. Hai cháu. Cháu lớn nhất là mấy tuổi đây? Cháu lớn nhất 5 tuổi. Còn cháu Bé gái? nhỏ, bé nhỏ này là gần 3 tuổi. Mà tới giờ phút này con 5 tuổi, con 3 tuổi mà đùng cái nói với lại gia đình cái sự thật là mình LGBT. Tại nó giấu lâu rồi. Gia đình nhà mình khi biết được cái sự thật đó có té ngửa không? Nói chung là còn hơi bị sốc. Sốc đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cái thời đại bây giờ thì phải chấp nhận thôi. Cũng không ai cấm cản gì hết. Nhưng một điều mà em muốn tới đây em nhờ là nó hay tin người á, mà người này bây giờ đi đi với người mà dặn nó đi á là Hai không con cho ơi, hai con ngoan nào. Hai con ngồi trật tự cho chú nào. Nghiêm. Đó. Nghiêm. Không cho em ấy gọi điện về nhà, thu điện thoại. Bây giờ là giấu em ấy luôn. Tức là tới giờ phút này em gái Tới của giờ em phút đã đi này. theo cái người phụ nữ khác Dạ, đúng rồi. và có tình cảm với người phụ nữ đó đúng không ạ? Dạ đúng rồi, là người phụ nữ đó là LGBT luôn. Bây giờ là quyết định bỏ chồng bỏ con và sống thật với giới tính của mình Vâng, để đúng rồi. đi theo một cái người phụ nữ. Có thể là em gái của em là quen cái người phụ nữ này rất lâu rồi. Em Dạ. có nghĩ điều đó Dạ cũng có quen. Nhưng mà bây giờ em ấy muốn về cũng không về được. Em rể của em biết được cái sự thật này thì cái cảm giác của em rể em như thế nào? Dạ bây giờ em chưa hỏi cái cảm giác đó, em chưa hỏi em rể của em.
Em nhìn nhận được cái vấn đề không? Em có thấy được em rể của em có cái gì đó buồn bã không? Dạ có buồn bã nhưng mà cũng phải chấp nhận đó. Chấp nhận ha. Vâng. Em rể em có đi tìm tìm vợ không? Bây giờ không 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 có đi, giờ đi làm rồi. Gọi điện cho em rể thì em rể kêu đang bận rồi. Người ta không cho nghỉ. Trước cái lúc đó cơ mà, từ cái ngày vừa bắt đầu đi cơ mà. Từ đó mới bắt đầu đi á là em có hỏi em trao đổi rồi, nhưng mà vẫn chấp nhận, nói ừ cái giới tính nó vậy rồi nó phải chấp nhận, nên chấp nhận nuôi hai con. Có thể là em rể của em đã biết lâu rồi, biết từ có thể là khi mới cưới được một thời gian em rể em đã biết rồi, biết. Nhưng mà đôi khi thì cái chuyện vợ chồng thì em là người, em mặc dù em là anh thật đấy, anh ruột của bé này thật đấy, hoặc là cô là mẹ thật đấy, nhưng mà mình có sống chung nhà thật, nhưng mà cái chuyện vợ chồng thì chắc chắn rằng cô cũng như là em sẽ không thể nắm rõ được, đúng không thể đúng là biết không hết rõ. được, bởi vì là chị gọi là nằm trong chăn mới biết chăn có giận thôi, đúng không ạ? Mình đôi khi là người Đúng thân rồi, thật phải nhưng mà mình không thể biết được cái chuyện vợ chồng. Và tới giờ phút này thì có thể là con rể của cô biết được cái sự thật và cũng để cho con gái của cô là theo được cái tâm nguyện sống thật với bản thân. Con rể của cô giờ này mà nói bật như vậy là con mới hiểu được rằng là em ấy cũng có thể là muốn buông bỏ đây đấy, để cho con gái của mình được được sống theo cái giới tính thật đấy. Đó là cái điều mà thật sự như bản thân cô cũng như là toàn bộ trong gia đình không ai mong muốn cái điều đó xảy ra. Nhưng bây giờ biết sao đây, đúng không ạ? Và bây giờ gia đình nhà mình đang lo lắng nhất là con gái cũng như là em gái mình không biết đi đâu như thế nào, Dạ đúng rồi. sợ rằng sẽ gặp những cái điều không hay, Dạ. và đặc biệt rằng rất thương hai đứa bé này, hai đứa nhỏ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đợi mẹ không, tới nay còn đợi mẹ không. Nhớ Đang mẹ chứ, đợi, đợi nhớ mẹ mẹ là tối mỗi lần gọi điện cho mẹ là khóc, mỗi lần gọi điện cho mẹ là khóc không. nhìn hai đứa cháu á Tôi nói là thì bà nội gọi điện cho mẹ con đi, cho con nói chuyện với mẹ con một tiếng đi. trước kia mà khi mà em chưa lấy chồng mới bắt đầu vào yêu á, gia đình nhà mình có thúc ép là cưới chồng nhanh hay là không như thế không nào không, không. Cả nó tự hai bên tình nguyện hết, tự nguyện đến với nhau. đùng cái bây giờ là một cú sốc cho gia đình. Tụi hai đứa nhỏ ha, hai đứa nhỏ bây giờ là ba ba thì đi Bốn làm, đây. ba đi làm ăn xa là bao lâu mới về một lần đây? Ba nó đi chưa về lần nào. Ủa? Mới đi, nó Mới mới đi đi lần được tháng gần này, tháng đây lần thôi. tháng đây Nhưng thôi. có gọi về hỏi thăm con Có không? gọi Không điện. có. Giờ tội hai đứa nhỏ ha, mẹ thì bỏ đi như vậy, ba thì đi làm ăn xa. Thiếu thốn tình cảm Thấy đủ tội đường. lắm. Gia Thì đình nhà mình mất có tình điều thương mẹ rồi, mất kiện tình thương con rồi, còn nhỏ mà mất hết vậy. Tới nào cũng khóc theo cháu không. Cái chuyện này thật sự là không ai mong muốn hết cô ạ, nhưng mà rất tiếc. Biết làm sao đây. Em lên đây thì em cũng nhờ cộng đồng mạng. Em cũng nghe nói đâu nó ở cùng ở trong khúc Bình Dương Thủ Dầu Bình Một này Dương thôi. ha. Dạ. Nếu mà cộng đồng mạng nhờ có thấy em ấy ở đâu thì nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giùm cho anh Hải rồi cùng gia đình để dẫn em ấy về về với con với gia đình. Với tội hai cháu đó. Rất tội đúng không ạ? Em phải nói một cái điều gì đó tình cảm nhất của một người anh. Mong muốn rằng em gái của em xem được, đặc biệt là sớm quay trở về còn thương chồng hay không. Hoặc là muốn sống thật với giới tính thì cũng phải quay trở về. Thứ nhất là giải quyết cái chuyện chồng con cho ổn định. Và thứ hai là chăm lo cho hai đứa nhỏ, bởi vì trẻ thơ nó không có tội. Sinh cha mẹ, sinh con ra phải có trách nhiệm nuôi con tới 18 tuổi. Đúng không ạ? Em phải nói một điều gì đó tình cảm nhất với em gái của em đi. Em Hương ơi, nếu em thấy video clip này á, em về với gia đình giải quyết công việc, chuyện vợ chồng của em, để về với con của em một cái gì đó để cho con khỏi nhớ em, và mẹ cũng rất là nhớ em. Nếu mà đặc biệt cái dịp gì đó mà em vô tình em lướt điện thoại mà người ta cho điện thoại em thấy á, em có thấy clip này á, thì em tìm cách như thế nào đó để liên hệ lại với gia đình, hoặc là liên hệ lại với hiệp sĩ Hải, anh Hải, để mà người ta giải quyết đưa em về sớm nhất với gia đình. Cô hãy nói một điều gì đó với con gái của cô đi cô. Cô còn nói vậy bây giờ á, con có nhìn thấy cái clip này á, con có về với con với mẹ đi. Mẹ không biết làm sao, mẹ không nuôi con được. Giờ này á, đã con mỗi lần con toàn là gọi điện cho mẹ, nói với bà nội tôi gọi điện cho mẹ con mà mẹ không biết lời nào mà nói ra cho nó, cho con, cho cháu nó hiểu. Nó còn nhỏ quá làm sao nó hiểu được. Mà cứ cứ nói dượng, nói với cháu là thôi để bữa nào mà nội gọi điện cho mẹ con đi làm chưa về, mẹ con đi làm công ty dòng chưa về. Cứ nói vậy con không biết nói sao nữa. Dạ. Nghe là trong quá trình hơn 2 tháng gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm con nơi nào rồi cô? Dạ Đi kiếm vòng
trong khu vực Đồng Nai thì cũng đi kiếm vòng vòng rồi nhưng mà không thấy. Giờ mình bỏ hết công ăn việc làm. Dạ đúng rồi. Cả gia đình rất lo lắng, chạy đôn chạy đáo để đi tìm. Đó là cái điều thật sự rất đau lòng. Bản thân cô là một người mẹ, cô sinh con ra và cô nuôi lớn con thành người, gả chồng lấy vợ, cô cũng đều mong muốn cho con của mình có một cuộc sống tương lai được hạnh phúc. Nhưng tới giờ phút này thì cô hoàn toàn là cô bật ngửa hết rồi. Cái điều mà cô không mong chờ đúng không ạ? Mà rất tiếc thì bây giờ là cũng là thật sự đó là cái điều rất đáng buồn. Con hiểu được tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ, cha mẹ nào cũng thương con hết, cũng mong muốn cho con sau này là được ổn định, cuộc sống là có của ăn của để, được hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Nhưng mà giờ này rất khổ. Hy vọng rằng là em gái xem được video này, thấy mẹ của em cũng như anh trai của em, đặc biệt là hai đứa con thơ của em lặn lội một quãng đường rất xa để về đây nhờ các anh, các chú hiệp sĩ Bình Dương đi tìm em, thì em đâu đó thì em phải sớm quay về. Nếu tới giờ phút này mà bản thân em muốn sống thật với giới tính và em không còn thương chồng thì em cũng phải quay về nói chuyện rõ ràng với chồng. Dù gì thì em và chồng của em có làm đám cưới đàng hoàng, có đăng ký kết hôn, đúng với lại pháp luật, nên mà bản thân em thương hay không thương thì về thứ nhất là em giải quyết cái chuyện chồng, nói rõ với chồng cũng như là gia đình, rồi sau đó thì tất cả mọi người trong gia đình sẽ chấp nhận cái chuyện này. Và đặc biệt rằng em phải về em chăm hai đứa con của em. Dù thế nào em có, dù bây giờ em có giới tính của em là LGBT và em có yêu thương cái người phụ nữ đó, thì em cũng phải quay về để em nói chuyện rõ ràng với gia đình, để gia đình bớt lo lắng. Bởi vì tới giờ phút này đâu biết được cái người phụ nữ kia như thế nào, họ có thương mình thật không, hay là họ lợi dụng cái tình yêu, có thể họ làm những cái điều không tốt. Em đang sợ cái người phụ nữ ấy đang bị giam cầm đứa em của em, hoặc là này kia bị lợi dụng rồi lừa này kia, em rất là sợ. Bởi vậy em nhờ cộng đồng mạng giờ giúp chia sẻ giúp em cái video này để cho em tìm nhanh nhất có thể, em ấy về với gia đình, với mẹ và với hai đứa con của em. Rất rất thương thương hai đứa bé hả? Hy vọng rằng em mong là em xin cầu mong cộng đồng mạng chia sẻ nhiều vô để cho em tìm được đứa em gái của em về với hai đứa cháu, với mẹ. Em hãy nói một cái điều gì đó thẳng thắn tới cái người phụ nữ mà hiện tại bây giờ có thể là đang có tình cảm với em gái nhà mình đi, và tác động dẫn tới cái chuyện mà em gái nhà mình bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con đi theo. Em nói đi. Người phụ nữ tên gì em cũng không biết. Nếu mà như mà em ấy có thương em của anh thật lòng á, thì em hãy dẫn em ấy về gia đình, cũng sẽ chấp nhận nói lại như thế nào đó, vẫn chấp nhận cho hai em đến với nhau, nhưng mà với điều kiện là em phải đưa dẫn bé Hương về quê để gia đình chấp nhận, rồi gặp ngồi lại nói chuyện với nhau. Bây giờ nếu mà em lợi dụng này kia và em của anh này kia, thì cộng đồng mạng hoặc hệ công an chính quyền sẽ làm việc để tìm kiếm em. Nếu mà cái người phụ nữ đó mà hiện tại bây giờ có tình cảm và đã và đang có ý đồ dẫn tới cái tình trạng mà con gái nhà mình bỏ chồng bỏ con đi, nếu mà thương con gái nhà mình thật lòng thì người mà đàng hoàng đường đường chính chính thì cứ về. Bởi vì tới giờ phút này là cả nhà đều chấp nhận, cả nhà đều chịu hết rồi. Bây giờ cha mẹ sinh con, trời sinh tính, bây giờ biết sao đây, đúng không ạ? Và thế giới thứ ba thì bây giờ LGBT á, xã hội công nhận cái điều đó là bình thường, không có ai mong muốn. Nhưng mà thế giới thứ ba họ cũng là con người mà, họ cũng là con người, họ đều có cái cảm xúc riêng tư của họ. Nên mà bây giờ thì cái chuyện này biết sao bây giờ. Nên mà hy vọng rằng cái người phụ nữ nào mà đang hai con ơi, nghiêm nào, ngoan không khóc, Linh tí chú cho kẹo nhá. Ngoan thương nhá, thương tí nữa chú tìm mẹ về cho con nhá, thương. Tội nghiệp quá, thương. Rồi kêu mẹ về tội nha. Rồi mẹ về ha, mẹ ngoan đi tí chú cho kẹo nhá, ngoan nhá con gái nhá. Mẹ về nhá, để chú kiếm mẹ về cho. Thì hy vọng rằng cái người phụ nữ kia thì nên khuyên em gái này về, hoặc là cả hai người về để nói chuyện với ba mẹ, nói chuyện với tất cả mọi người cho rõ ràng mọi thứ. Đó là người đàng hoàng. Nếu mà người mà thật lòng thương với lại ba ngoại bé ra được không? Bà ngoại cho bé ra nhé. Con ngồi đi bà rồi. Rồi con trai ngoan này, con trai giỏi quá, con trai ngồi đấy nhá.
nhìn vô điện thoại nha. Nói với mẹ không? Thì cái người phụ nữ đấy nếu mà thật lòng mà có tình cảm thật và thương thật thì nên về, khuyên em gái này về để mà nói chuyện rõ ràng. Dạ. Bởi vì tới giờ phút này là đâu phải là mình giấu giếm này đâu. Mọi chuyện ai cũng biết rồi. Cả nhà em cũng chấp nhận rồi. Chấp nhận rồi đúng không? Vâng. Khổ, thật khổ. Đây thật sự là một trường hợp rất là đặc biệt. Em chỉ mong là cái người mà dặn em gái em đi á, nếu mà thương thật lòng, nếu mà hai từ thật lòng nhé, thì hãy đưa em gái anh về, rồi cả hai ở ngồi lại cùng nói chuyện với gia đình anh. Anh chỉ mong muốn vậy thôi. Còn nếu em mà có cái ý đồ lợi dụng hoặc là cái ý xấu nào đó thì còn có chính quyền, pháp luật và còn rất nhiều cộng đồng mạng nữa sẽ đi kiếm em và giải quyết, đưa em cho công an. Anh chỉ mong muốn là em, nếu em thật lòng thì dặn em gái anh về. Thật sự em trai, đây là một cái ca rất đặc biệt, từ trước giờ rất là hiếm. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tiếp nhận rất nhiều vụ trường hợp vợ bỏ nhà đi, nhưng mà đa số là đi theo nhân tình, theo trai thôi. Yeah. Nhưng mà cái trường hợp nhà mình thì lại tới giờ phút này là làm cho tất cả mọi người trong gia đình, và cái video này cũng có thể là làm cho tất cả cô chú anh chị xem mà cảm thấy bất ngờ. Yeah, yeah. Thôi gia đình nhà mình cố gắng nhé. Trong thời gian này thì ba của hai bé làm ăn xa, mẹ thì bỏ đi như vậy thì thôi, bây giờ thì em là người anh cũng như là gia đình nhà mình cố gắng chăm tạo điều kiện tốt nhất cho hai đứa nhỏ nhá. Yeah. Để được ăn ngủ đủ giấc, cũng như là hướng tới sắp tới sẽ cái việc học hành. Thì hôm nay cái sự việc của mẹ cũng như là của em về đây thì tất cả các anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này. Yeah. Nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm kiếm em gái nhà mình. Yeah. Thì bản thân em là một người anh, em có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em gái mình không? Dạ, yeah, em thật tâm 100% rất muốn tất cả các cộng đồng mạng chia sẻ cái video này để giúp gia đình em, tạo điều kiện em ấy về với gia đình. Em thật sự mang ơn cộng đồng mạng rất nhiều ạ. Em này em có gia đình chưa? Dạ em chưa có gia đình. Chưa. Thôi thời gian này chưa có gia đình thì cố gắng chăm hai cháu nhiều nhá. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là khuyên em gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì rất mong muốn rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em sẽ tìm kiếm được thông tin để mà khuyên em gái này có thể là thức tỉnh để quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Rồi cuối video anh chúc em cũng như là chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, đặc biệt là chúc cho hai bé là hay ăn chóng lớn nhá. Dạ, ngoan ngoãn. Em cảm ơn tất cả các đồng mạng ạ. Ừ, rồi xin phép chào em cũng xin phép chào tất cả. Dạ. Cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.